mỗi lúc mà căng thẳng suy nghĩ là hay là ngày em đau. Thế vai gáy thì cũng đau là cùng luôn cái đầu luôn. Đúng rồi. Ok. Thế là mỗi lần đau như thế thì là bắt đầu đi trị liệu. Mỗi lần đau thế thì em đi massage. Okay. Còn đâu không đi được em ở trong đấm bóp nữa. Đi massage thì nhiều chỗ chưa? Em đi nhiều đấy. Khắp từ Việt Nam đến Dubai à? Dạ có. Thế là chết được làm một ông Trung Quốc ở bên Dubai đúng không? Dạ có. Đây là cái cổ của hai dấu hiệu của số một hai bên này. Làm đây. Làm đây. Em thấy thế nào? Bên bên này có thấy gì không? Cạch. Cạch. Rắc cái cổ thế nào? Dạ, nó đỡ mỏi hơn ạ. Đỡ mỏi hơn đúng không? Vâng ạ. Em dịch sang đây thôi. Đúng rồi. Ok. Em thấy cái vai thế nào? Có thoáng hơn thế nào không? Dạ, có. Dịch sang đây cho. Ok. Sướng không? Có ạ. Bây giờ em cảm giác người cơ thể đang như thế nào? Nó giãn ra. Nó giãn ra? Vâng. Đầu thì thế nào? Nhẹ hơn ạ. Nhẹ hơn đúng không? À. Hết chóng mặt. Đúng không? Mặt thưa quay như bên này cho anh nhé. Không, bên này, bên. Đi thẳng ra bên giờ đi. Cứ bước đi. Cứ đi thoải mái. Nghiêm đi. À Nghiêm đi Nhi. Nhi nhỏ hai mà. Camera này. Quay góc đẹp nhất nhá. Tóc em chỉnh lại một cần. Em đứng sang đây cho dòng máy. Mình tên gì? Thư. Thư. Quay dòng vậy ạ? Cả nhé. Dạ. Cả hai. Vâng. Đây là thư thầy. Em lọc tay em nhỉ? Thật ra là trước năm 2 cân là vừa thế này đấy.
khép này. Ok. Hết rồi đấy.